Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Trung An của thành phố Mỹ Tho. Thì ở đây có một miếng đất đang bán, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Đất của mình có tổng diện tích là 116m², đất cây lâu năm, chủ kêu giá là 450 triệu. Giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng luôn nha. Thì được một cái giá của đất của thành phố Mỹ Tho mà nghe mà 450 triệu là thấy thơm thơm rồi ha anh chị. Thường á mà nghe cái giá đó là mình nghĩ đường xe máy nha, nhưng mà thật ra không, cái miếng đất của mình là đường ô tô luôn. Wow, tuyệt vời ha. Mà được một cái nữa là đất mình được tới hai mặt tiền luôn đó anh chị. Thì đây là cái mặt tiền thứ nhất nè, nó đường đan này là đường đan 2,5m nha. Thì con đường này em thấy là mới làm xong nè, đường rất là mới luôn nha, nó ngon lành luôn. Dân cư ở đây thì khá là đông luôn nè, đó anh chị xem, nhà thì san sát nhau thôi nè ha. Thì cái hướng ở bên đây nè, đó mình đi thẳng ra đây, mình đi một đường thẳng ra, mình đi tầm khoảng 700 đến 800 mét thôi là mình sẽ tới đường tỉnh lộ 864, là ngay chỗ cái khúc mà cụm khu công nghiệp Trung An đó anh chị. Nó rất là gần luôn, mình chỉ cần đi một đường thẳng là tới ha. Đường này á, thì em thấy cái khúc ở trong đây á, là xe ô tô 7 chỗ đi được, nhưng mà còn cái ở ngoài kia á, có một cái khúc á, em thấy nó có một cái cua nó hơi nhỏ, thì cái cua đó là xe ô tô 4 chỗ mình có thể đi được á. Còn 7 chỗ á, thì nó chắc là nó hơi khó á. Thì khi mà anh chị đi xem á, em sẽ chở anh chị bằng xe máy lại đó, anh chị xem trước. Nếu như mà xe ô tô mình vô được á, thì mình sẽ chạy vô luôn ha. Đây, được một cái là đây là cái mặt tiền thứ nhất nha. Còn miếng đất mà em giới thiệu cho anh chị á, là cái miếng đất ở đây nè. Đó, thì bên đây mình là còn một mặt tiền đường nữa nè. Đó, cái đường này là mình sẽ đi thông ra ngoài đường Phạm Hùng nha. Đó là đường này, cũng là mặt tiền đan 2,5m luôn. Thì đất của mình á, có diện tích bề ngang á, là 5m2. 5m2 là mình sẽ được tính từ cái chỗ cây trụ này nha. Mình sẽ đo dài qua tới cái mí ở đây. Đó, tới cái mí ngay đây là 5m2. Còn hậu của mình á, là 7m9. Còn chiều hậu là 7m9 nha. Còn chiều dài của mình á, là khoảng 18m. 18m là mình sẽ được tính tới ngay chỗ cái cây trụ này nha anh chị. Đây, từ ngay chỗ cái mí ở đây nè. Đó, từ cái mí đan này nè, mình chạy dài xuống tới cây trụ ở dưới đây là khoảng 18m nha. Thì tổng diện tích là 116m², đất trồng cây lâu năm, chủ kêu giá là 450 triệu. Giá cả thì mình gặp trực tiếp chủ để thương lượng luôn nha. Từ đây á, mà anh chị đi ra tới ngay chỗ cụm khu công nghiệp Trung An ở ngoài á, thì trung bình là khoảng 5 phút thôi à. Đường thì là đường thông hết luôn nha. Cái đường ở bên đây á, là mình sẽ thông ra ngoài Phạm Hùng cũng được nè, mình thông ra ngoài khu công nghiệp Trung An cũng được luôn ha. Cũng là đường ô tô luôn nha. Còn cái hướng ở bên đây á, thì mình sẽ đi ra ngoài cụm khu công nghiệp Trung An luôn, ngay chỗ đường tỉnh lộ 864 á, rất là gần ha. Dân cư thì rất là đông luôn nè. Đất á, thì đã có cắm trụ ranh giới rõ ràng hết rồi nè. Đây anh chị xem, từ cái cây trụ này ha, mình chạy dài xuống tới cái cây trụ này nè, đó là 18m á, ranh giới rõ ràng hết nha. Em sẽ đi xuống đây ha. Đó. Ở đây thì được một cái là nó sát bên cụm khu công nghiệp Trung An. Mà sát ngay đó là ngay cụm khu công nghiệp Trung An thì vòng vòng đó là chợ người ta mua bán rất là nhiều luôn ha anh chị. Đây là trụ ranh giới của mình nè. Đó, chạy dài qua tới đó. Cái hậu của mình nó nở hậu nha, hậu là tới 7,9 lần á. Còn mặt tiền bề ngang là 5,2 ha. Rồi để em lên em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. Xã Trung An của thành phố Mỹ Tho. Đất thì được hai mặt tiền ha, mà đường ô tô hết luôn. Và là đường thông luôn nha. Dân cư ở đây rất là đông luôn. Này. Cái mặt tiền ở trên đây là cái mặt tiền mà mình đi ra cái hướng đường tỉnh lộ 864 nè ha. Em sẽ khoe mặt tiền này trước. Thì mặt tiền này của mình á là nằm ở hướng Tây Bắc nha anh chị. Đây, mặt tiền này nằm ở hướng Tây Bắc ha. Còn cái mặt tiền ngược lại là nằm ở hướng Đông Bắc nha. Đây, anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng nè. Wow, anh chị xem cái vị trí nó đẹp chưa, tuyệt vời luôn ha. Ra ngoài 864 là có mấy trăm mét em nói nè. Nó đi xuống đây là có trường trung học phổ thông chuyên Trường Giang nè. Bên đây là có siêu thị Go nè ha. Nó vô đây là vô trung tâm thành phố rồi nè. Chợ Mỹ Tho nè, ở đây có chợ đêm nữa nè ha. Em sẽ phóng lên cho anh chị xem nha. Đây, ở đây là đất của mình nè. Nó thì xét bên đây là cụm khu công nghiệp Trung An nè. Đi dài dài xuống là bệnh viện 120 nè, siêu thị Go nè.
Ngon lành luôn, rất là nhiều luôn ha, quán ăn, quán cà phê nè, chợ đêm Mỹ Tho nè, nó bên đây là Đại học Tiền Giang, chợ Hạnh Trị, chợ Mỹ Tho rồi nè. Để em sẽ xem thử nha, từ vị trí đất của mình á mà mình đi vô, từ vị trí đất mình á mà mình đi xuống tới ngay chỗ siêu thị Go của Mỹ Tho đi. Từ đây mà vô siêu thị là khoảng 4,3 cây số thôi nè. Đó, mình đi xe là có khoảng 10 phút thôi là mình tới ngay chỗ siêu thị Go của Mỹ Tho ha. Thì ở đây nếu như mà mình đi chợ á, thì ở đây anh chị cứ chạy thẳng ra ngoài ngay chỗ đường tỉnh lộ 864 á. Ngay đó là ngay khu công nghiệp, cho nên là em thấy dài dài ở trên hai bên đường á, người ta bán đồ ăn đồ rất là nhiều luôn. Cá rồi mắm, thịt, đồ ăn, trái cây đồ rất là nhiều ha. Thì mình đi ra đó trung bình là khoảng 2 phút thôi nha. À, từ vị trí đất của mình á, mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, là 65 cây số thôi nè. Đó, mình đi xe là có 1 tiếng 27 phút, coi như 1 tiếng rưỡi luôn đi, là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây, trường tiểu học Trung An cơ sở 2 nè. Đó, để em xem coi cách mình có khoảng mấy trăm mét thôi à. Đây, cách mình có 900 mét thôi nè anh chị. Đó là trường tiểu học Trung An nè, cơ sở 2 á, cách mình khoảng 900 mét thôi. Mình đi có khoảng 3 phút à. Là trường tiểu học này nó nằm ngay chỗ gần cái ngoài đường tỉnh lộ 864 luôn á. Anh chị có thể đi ra đó hoặc không á, thì anh chị có thể đi chợ Trung An nè, hoặc không thì anh chị có thể đi chợ Bình Đức cũng được nữa. Ở đây mà đi tới chợ Bình hết hồn. Ở đây mà đi tới chợ Bình Đức là có khoảng 1 cây 8 thôi, trung bình là khoảng 5 phút thôi nha. Thì em sẽ cho anh chị xem lại cái định vị một lần nữa ha. Thì cái định vị, cái vị trí của mình em thấy rất là đẹp luôn. Này. Đó, xung quanh dân cư rất là đông ha, sát bên cụm khu công nghiệp luôn. Rồi siêu thị, bệnh viện đều là sát bên luôn. Đó, đi vô trong trung tâm thành phố Mỹ Tho là cũng có 5-10 phút nữa là tới rồi. Ngon lành luôn ha. Trường ở đây là có trường mầm non, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Rồi còn nếu như mà trường đại học hay là trường chuyên á, thì anh chị có thể vô trung tâm của thành phố Mỹ Tho nha. Từ để em xem thử nha, từ ngay chỗ vị trí đất của mình á mà mình đi vô ngay chỗ trung tâm thành phố Mỹ Tho, mà ngay chỗ cái Vincom mà đang xây dựng á anh chị, thì từ đây xuống đó là có khoảng 6,6 cây số nè. Mình đi xe có 15 phút là mình tới rồi nè, nó ngay chỗ Vincom đang xây dựng á. Rồi thì anh chị nào mà em xin nhắc lại nha, đất của mình á là thuộc về xã Trung An của thành phố Mỹ Tho. Đất á là nằm trên hai mặt tiền đường nha. Đường này là đường 2,5 m, xe ô tô vô được. Tổng diện tích là 116 m², trong đó bề ngang là 5,2 m, chiều dài là khoảng 18 nha, hậu của mình là khoảng 7,9 m. Thì chủ kêu giá là 450 triệu. Giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chị chủ để mà mình thương lượng luôn nha. Miếng này em thấy cũng khá là rẻ, khá là thơm luôn á. Thuộc về thành phố Mỹ Tho nha. Đường ô tô, đất hai mặt tiền luôn á, mà giá thì chỉ có 450 triệu thôi. Rồi thì anh chị nào quan tâm á, thì liên hệ trực tiếp cho bên chị Huyền Trang nha. Tụi em sẽ dẫn đi xem đất nè, rồi em sẽ dẫn đi hai cái con đường ở đây luôn để cho anh chị dễ hình dung hơn, rồi anh chị sẽ biết thêm mấy cái đường đi nữa. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Nhà cửa ở đây thì rất là đông nha, không có sợ buồn đâu. Trên đất là không có mồ mả gì hết, mà xung quanh ở hàng xóm đây là em thấy cũng không có luôn nè. Ngon lành luôn ha. Rồi thì anh chị nào quan tâm đó thì mình đi xem, mình gặp trực tiếp chủ luôn ha. Vị trí rất đẹp luôn. Rồi thì mấy ba anh chị nha.